Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 3 tháng 10 năm 2023 giá không có biến động. Giá mít ruột đỏ Indo lá bầu thương lái mua tại vườn có mức giá như sau: mít nhất 67 tới 70 ngàn đồng một ký, trái từ 8 ký trở lên; mít nhì từ 57 tới 60 ngàn đồng một ký; mít chợ từ 23 ngàn cho tới 27 ngàn đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.